Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một câu chuyện khác về gấu trúc đỏ. Cùng theo dõi nhé, cô dưa hấu. Ngon quá. Sao thế này? Ôi trời, đừng sợ. Ta sẽ giúp con. Chúng ta cùng theo gấu trúc đỏ đến bệnh viện để xem bác sĩ sẽ chữa cho bạn ấy như thế nào nhé. Không nhổ ra được. Ôi khó chịu quá. Dễ chịu hơn nhiều rồi, cháu cảm ơn bác sĩ. Ôi, không thể nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo nhé.